Chào cô và các bạn trong lớp. Mình xin được giới thiệu là mình tên là Nguyễn Thị Loan. Chào Loan. Mình đến từ Bình Dương. Thì là trong khi mình có một nhà thuốc ở trong Bình Dương rồi, nhưng mà cái vấn đề cắt thuốc cho mọi người thì là mình muốn học là làm sao mà cắt thuốc cho bệnh nhân, làm sao mà giảm được tác dụng phụ một cách ít nhất có thể, và làm sao cho cắt thuốc cho bệnh nhân nhanh khỏi bệnh. Chính vì thế mà mình đã học hỏi kinh nghiệm của rất nhiều của nhà thuốc, và hơn thế nữa thì sau khi hàng ngày thì mình lên mạng ấy để mình tìm hiểu thêm các kiến thức về thuốc, thì tình cờ mình biết được một cái clip của Báo Minh ở trên YouTube. Vì thế hôm nay thì mình quyết định tới đây để đăng ký khóa học, để biết thêm các kiến thức về thuốc, để cắt thuốc cho bệnh nhân, làm sao cho bệnh nhân nhanh khỏi bệnh.